Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 21 tháng 9 đến 6 giờ ngày 22 tháng 9, thành phố ghi nhận một ca dương tính với virus SARS-CoV-2, địa chỉ tại quận Thanh Xuân đã được cách ly từ trước. Trường hợp bệnh nhân ghi nhận vào sáng ngày hôm nay 22 tháng 9 là nữ, sinh năm 1985, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 của một bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó. Ngày 20 tháng 9 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Tính đến nay, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, khu vực ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã ghi nhận 590 ca mắc COVID-19. Quận Thanh Xuân, Hà Nội quyết định tiếp tục cách ly y tế ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đến ngày 28 tháng 9 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là khu vực được đánh giá là ổ dịch phức tạp, nguy hiểm nhất ở thủ đô vì nguy cơ lây nhiễm cao, người dân sinh sống đông đúc, chật chội trong các ngõ nhỏ và các khu tập thể cũ. Cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là gần 4.000 ca mắc. Quý vị, trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, ngoài việc giảm các triệu chứng của bệnh thì các bác sĩ cũng phải quan tâm, chú trọng đến vấn đề phục hồi thể chất, tâm lý cho bệnh nhân. Bởi vì có nhiều bệnh nhân do thời gian nằm điều trị lâu mắc các bệnh lý nền, nếu không được phục hồi trước và sau khi khỏi bệnh sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận động sau này. Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, 61 tuổi, vốn có thể trạng bại liệt chân từ nhỏ nên khi mắc COVID-19, bà Mai đã được chuyển đến bệnh viện điều trị COVID-19 số 16. Những ngày đầu nhập viện, cơn ho và sốt kéo dài khiến sức khỏe bà suy kiệt. Để cải thiện được tình trạng này, các bác sĩ ngoài điều trị triệu chứng COVID-19 thì còn hỗ trợ bà Mai tập các bài vật lý trị liệu, tập thở ngay trên giường. Tôi ở đây cũng được là 7 ngày rồi. Từ lúc vô đây tới giờ mình thấy cái sức khỏe của mình được cải thiện hơn. Nhờ tập luyện rồi, sau khi tập thể dục thì thấy là giống như là mình ăn uống ngon hơn. Rồi mình hít thở nó được nhẹ nhàng hơn hôm trước. Trước thở thì nó cứ bị giống như là cái gì chặn ngay mũi đây nè. Cho nên mình khó thở lắm. Thời gian mà bọn mình chủ động tập cho bệnh nhân sẽ là 2 lần một ngày, mỗi lần 30 phút mỗi bệnh nhân. Nhưng mà ngoài cái thời gian mà bọn mình tập cho bệnh nhân ra ấy, thì bọn mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân tự tập 3 lần một ngày và mỗi lần, tức là tùy theo khả năng của bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân mệt thì bệnh nhân nghỉ, và khi nào mà bệnh nhân hết mệt, bệnh nhân đỡ thì bệnh nhân sẽ chủ động tập. Theo các chuyên gia, tỷ lệ những người bệnh bị ảnh hưởng thể trạng, tâm lý và ảnh hưởng chức năng hô hấp là rất lớn. Hậu quả là cản trở khả năng trở về cuộc sống bình thường. Đặc biệt là những bệnh nhân nằm viện từ 12 tuần trở lên. Có thở máy thì khả năng bị nhược cơ, suy giảm nhận thức và tâm lý nghiêm trọng. Những lúc này, việc triển khai phục hồi sớm là cần thiết. Về thời gian phục hồi chức năng thì tùy thể trạng và tùy theo từng bệnh nhân cụ thể. Về phục hồi chức năng người ta thường hay nói là cụ thể hóa từng trường hợp một. Bởi vì sao? Có những bệnh nhân là tuổi tác, có những bệnh kèm theo hay là thể trạng. Thì với công tác chuyên môn phục chức năng thì chúng tôi sẽ đặt mục tiêu cụ thể cho từng nhóm đối tượng để chúng tôi có thể triển khai các biện pháp phục hồi chức năng tốt nhất, phù hợp nhất cho từng đối tượng để từ đó có thể giúp cho người bệnh có thể phục hồi tối đa và có thể trở về gia đình, trở về hòa nhập với xã hội. Và để giảm bớt quá tải, khi những bệnh nhân này âm tính sẽ được chuyển xuống các trung tâm hồi sức tuyến dưới. Tại đây, họ sẽ được các bác sĩ vật lý trị liệu, bác sĩ tâm lý hỗ trợ điều trị tiếp tục với hy vọng bệnh nhân sớm trở về cuộc sống bình thường. Thưa quý vị và các bạn, với những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng, tiên lượng xấu, việc người nhà vào chăm sóc là điều không thể. Những vật dụng được gửi gắm tại đây có thể sẽ theo chân người bệnh xuất viện, nhưng cũng có thể sẽ ở lại và chờ bàn giao cho người thân khi bệnh nhân không may qua đời. Người trao, người nhận, ai ai cũng đau buồn. Đồ còn ở đây, nhưng người thì đã mất. Và đây cũng là những kỷ vật mà người thân của họ muốn lưu giữ bên mình sau này. Và những hình ảnh ngay sau đây được nhóm phóng viên VTC14 tác nghiệp tại ICU thuộc bệnh viện dã chiến số 16 thành phố Hồ Chí Minh ghi lại và gửi về cách đây ít phút. Lên rồi chị ơi. Những nhân viên ở đây
họ sạc pin lại từng chiếc điện thoại, cố gắng xác định xem điện thoại của ai, số liên lạc lần cuối, để trả lại điện thoại cho thân nhân người đã mất. Anh ơi, đây là, đúng rồi đó. Đây là những cái di vật mà của ba anh để lại. Vì đây là cái mặt bảo hiểm. Trả lại cho anh mở ra kiểm tra xem có thiếu gì không nhé. Kéo tùng cái ông ra đi, thế nào nói lên lời. Dưới cơn mưa tầm tã, những ánh mắt bồi hồi xen lẫn chút vô vọng, mong đợi tới lượt nhận đồ của người đã khuất. Đó có thể chỉ là vài ba bộ quần áo hay một chiếc điện thoại cùng một vài tư trang khác. Câu nói mà mẹ mình an ủi mình, mẹ mình nói: em nó chỉ muốn rong chơi ở đây 40 năm thôi. Và chặng đường tiếp theo em nó muốn đi rong chơi một chỗ nào khác. Có thể chỗ đó có thể yên bình hơn ngay tại bây giờ luôn em. Đúng không em? Mình còn phải đối diện nhiều thứ nhưng mà em của chị hiện giờ là đang rất là thông dong, không vướng bận. Chỉ có tụi mình ở lại đây thì... Mỗi đồ vật của người đã khuất đều là kỷ vật vô giá với gia đình và người thân. Các nhân viên công tác xã hội phải cố gắng để bất cứ đồ vật nào cũng phải chuyển trả tận tay các gia đình. Có lẽ đây là giây phút khó quên trong cuộc đời của họ. Nhiều người đã khóc nghẹn, nói không thành lời khi trực tiếp nhận lại những kỷ vật cuối cùng của người thân. Nhắn nhủ mọi người, cha mẹ là chỉ có duy nhất. Chỉ trong vòng một phút mình có cãi lại thì hãy suy nghĩ kỹ càng thì cãi lại, để rồi khi cha mẹ ra đi không còn được nói những câu thương, hoặc là khi cha mẹ còn chúng ta phải nói rằng con cảm ơn đã, cha mẹ đã sống cùng với con yêu cha mẹ. Đó là những hình ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta sẽ cùng đến với tình hình chống dịch tại thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua ngày 21 tháng 9, tức là ngày rằm Trung thu 15 tháng 8 âm lịch, thì hàng ngàn phương tiện đã đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội để đi chơi nhân dịp Tết Trung thu và khiến cho hàng loạt tuyến phố trung tâm Hà Nội đông nghẹt. Dịp Trung thu năm nay đúng với thời điểm Hà Nội không áp dụng quy định phân vùng, không kiểm soát giấy ra đường, vì vậy mà người dân có thể ra đường thoải mái. Đại diện CDC Hà Nội cho biết việc người dân Hà Nội đổ ra đường để đi chơi đêm Trung thu vào tối ngày hôm qua 21 tháng 9 là không thực hiện theo khuyến cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết chỉ thị 22 của thành phố Hà Nội đã nêu rõ toàn thành phố thực hiện theo chỉ thị 15 và cao hơn chỉ thị 15. Khuyến cáo ai không có việc gì thì nên ở nhà, không nên ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Thế nhưng người dân đã không thực hiện theo khuyến cáo. Điều này rất nguy hiểm vì mầm bệnh thâm nhập vẫn còn, vẫn trong cộng đồng, tiếp xúc nhiều sẽ tăng nguy cơ lên. Chế tài xử lý đối với việc này có đầy đủ, nhưng số lượng người đi chơi đông như đêm qua rất khó cho lực lượng chức năng. Đại diện CDC Hà Nội mong muốn người dân Hà Nội không lơ là chủ quan và tuân thủ đúng các hướng dẫn, quy định của thành phố để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước thông tin giao bán thuốc kháng virus Monubiravir phục vụ điều trị COVID-19 trên mạng, Thanh tra Sở Y tế và Công an TP.HCM cho biết đang vào cuộc xác minh điều tra, xử lý nếu có sai phạm. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết gói thuốc C có thuốc kháng virus Monubiravir được sử dụng dưới sự kiểm soát đặc biệt của Bộ Y tế. Ngay từ đầu khi phát gói thuốc C thì nhân viên y tế phải giải thích rõ ràng, người sử dụng phải ký vào văn bản đồng ý sử dụng thuốc. Sau đó, cơ quan y tế địa phương phải kiểm soát chặt và theo dõi hàng ngày. Đặc biệt trong một số địa bàn trọng điểm thì nhóm bác sĩ chuyên gia của Trường Đại học Y Dược TP.HCM sẽ theo dõi sát hơn, lấy xét nghiệm vào ngày thứ 5 và ngày thứ 7 để theo dõi diễn biến của những trường hợp này. Bác sĩ Châu cho biết, nơi đây
Mới đây thì có một số thông tin trên mạng cho biết có tình trạng giao bán gói thuốc C. Sở Y tế đã có văn bản vào ngày 21 tháng 9 để nhắc lại vấn đề quản lý sử dụng gói thuốc C này. Đồng thời, Thanh tra Sở và Công an TP HCM đang tìm hiểu, điều tra, xử lý những vi phạm nếu có. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép, bắt giữ 9 đối tượng. Trước đó, qua nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên mạng Internet xuất hiện một sòng bạc online trá hình dưới hình thức chơi game, có trả thưởng. Thủ đoạn của chúng là liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online như là Nổ Hũ, B29, Choáng G88 để mở đại lý tiền game online cấp 2 nhằm mục đích mua bán tiền ảo trong game. Sau một thời gian đấu tranh, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Trị, Gia Lai. Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ tang vật gồm 1 xe ô tô, 3 máy tính xách tay, 20 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 5 sim điện thoại và các tài liệu liên quan. Bước đầu, công an làm rõ số tiền các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc từ đầu năm 2020 đến nay lên đến trên 50 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Chuyển sang các thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai là ngày 23 đến ngày 24 tháng 9, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt, trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định và Bình Thuận có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 22 tháng 9, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên từ nay đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Mời quý vị cùng đến với những tin tức giao thông đáng chú ý trong phần giao thông số. Thưa quý vị, từ ngày 21 tháng 9, Hà Nội bắt đầu nới lỏng giãn cách, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 15. Cũng chính vì vậy mà lượng người di chuyển ra vào thành phố tại các cửa ngõ của thủ đô cũng trở nên đông đúc hơn những ngày trước ở cả hai chiều ra và vào thành phố. Trong đó, thì nhân dịp Hà Nội nới giãn cách, người dân nườm nượp tranh thủ rời thủ đô về quê. Theo đó, sáng ngày 21 tháng 9, ngày đầu Hà Nội áp dụng chỉ thị 15, nới lỏng giãn cách xã hội, lưu lượng phương tiện cá nhân về các tỉnh phía Nam tăng mạnh. Tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ liên tục xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài khoảng 200 mét. Nguyên nhân của tình trạng này là do những người đi xe cá nhân ra khỏi ngoại thành phải dừng lại để thực hiện xuất trình giấy tờ theo quy định như giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Thường ngày, tổ công tác tại chốt vẫn duy trì đều đặn hai làn kiểm soát phương tiện. Tuy nhiên, khi nới lỏng giãn cách, làn xe thứ ba được mở ra khi ùn tắc xuất hiện. Một số lái xe đến điểm chốt mới thực hiện khai báo y tế trên nền tảng điện tử của Bộ Công an. Thời gian khai báo một lượt mất đến cả chục phút. Trong sáng nay, số lượng người dân từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, đồ đạc lỉnh kỉnh tiến về thủ đô với số lượng khá đông. Làn xe thứ ba tại trạm BOT tiếp tục được mở ra để các hàng hóa được lưu thông. Phương án mở thêm làn giải phóng đã được lực lượng chức năng dự liệu trước, đặc biệt trong ngày Hà Nội nới lỏng giãn cách. Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trong đêm qua ngày 21 tháng 9 giữa các nhóm thanh niên đi xe máy ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, khiến cho 5 người tử vong, 3 người bị thương, hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 25 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại km 15+050 đường tỉnh 321C thuộc khu Hạ Khê, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe mô tô. Hậu quả làm 5 người tử vong, trong đó thì 3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, bị thương 2 người. Sáng nay ngày 22 tháng 9, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Hai nạn nhân bị thương, có một người rất nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị, người còn lại đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê. Danh tính nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Ngọc Duy sinh năm 2005, Nguyễn Trung Dũng, Đoàn Quốc hội sinh năm 2004, Nguyễn Thành Toản sinh năm 2003, Nguyễn Trường Sơn sinh năm 2005, đều trú tại huyện Cẩm Khê.
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả, điều tra và xử lý vụ việc. Nguyên nhân ban đầu xác nhận, các nạn nhân điều khiển xe với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị, từ 6 giờ sáng ngày hôm qua 21 tháng 9, thì các chốt kiểm soát trong nội đô Hà Nội được dỡ bỏ. Người dân không phải xuất trình giấy đi đường khi Hà Nội áp dụng chỉ thị 15 để phòng chống dịch. Dù nới lỏng quy định giãn cách, nhưng thành phố vẫn giữ nguyên 22 chốt kiểm soát người và phương tiện đi vào Hà Nội, đặc biệt là những người đến từ vùng có nguy cơ cao. Mặc dù khẳng định không cấm người dân ra vào nội đô, tuy nhiên nhiều tài xế cho rằng nội dung trong chỉ thị 22 vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng về các thủ tục, giấy tờ cần thiết, khiến cho người dân gặp khó khăn khi di chuyển qua các chốt kiểm dịch. Theo quy định, lái xe từ bên ngoài di chuyển vào trung tâm thành phố nhất thiết phải có giấy đi đường cùng kết quả xét nghiệm âm tính PCR. Tuy nhiên, nhiều lái xe cho biết chỉ thị 22 mà thành phố Hà Nội vừa ban hành không quy định rõ điều này. Đặc biệt, quy định các tuyến đường được phép di chuyển cũng không được nhắc đến trong chỉ thị, khiến nhiều lái xe ngoại tỉnh buộc phải quay đầu hoặc chọn cung đường khác dù không đi vào trung tâm thành phố. Các loại giấy tờ thủ tục thì bây giờ bọn tôi chỉ hiểu được là như thế này là được về là bọn tôi về. Vì bọn tôi tiêm rồi, mà tôi phải nằm ở đây coi như là mất 59 ngày rồi. Thì bây giờ về đến Thái Nguyên thì họ không cho về. Họ bảo ấy, thì bây giờ quay về đây thì là các anh này cũng bảo là bây giờ nếu phải có giấy đi đường thì mới được vào. Họ bảo mỗi tỉnh một khác. Thế mình bảo thế tôi cứ tưởng là chung ấy này, dưới này tôi hỏi thì người ta bảo là anh như này là được đi về là cứ được đi thôi. Thế được đi thì là về đến Thái Nguyên thì người ta lại không cho đi. Bây giờ em đi vào trong Thanh Hóa nhưng mà là không đúng cung đường. Các anh là họ yêu cầu quay lại đi đường khác. Giờ mình lại phải quay lên Bắc Ninh rồi là lại tìm sang đường bên quốc lộ 38. Lại đi vòng sang bên đấy, cho nên là đi nó rất khó khăn. Tại 22 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào nội đô, trong sáng nay, lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát chặt cả hai chiều ra vào thành phố. Tại các chốt, lực lượng thanh tra giao thông tập trung kiểm tra các phương tiện luồng xanh, người đi cùng phương tiện phải đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định. Các trường hợp người đi cùng không có xét nghiệm PCR âm tính đều bị yêu cầu quay đầu. Nới lỏng các quy định về kiểm soát nội đô, nhưng kiểm soát chặt người và phương tiện tại 22 chốt cửa ngõ thủ đô, mục đích chính không để lọt người mang mầm bệnh bên ngoài vào thành phố. Mình cũng biết cái quy định là khi mà ra vào chốt kiểm soát ở Hà Nội thì bắt buộc phải có giấy xét nghiệm PCR. Dạ có ấy, vì tại vì em đi làm có gần nên là em không cầm đi. Thế thì là các anh ở chốt thì các anh hướng dẫn như nào? Anh ấy bảo là không có được quay về. Ghi nhận sáng nay cũng cho thấy lượng người và phương tiện tại các chốt cửa ngõ ra vào nội đô đã tăng đột biến so với những ngày trước đó. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, chỉ yêu cầu khai báo y tế đối với tài xế sử dụng phương tiện cá nhân. Với xe vận tải luồng xanh, chỉ kiểm tra giấy đi đường thông qua ứng dụng QR nên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tiếp nối bản tin, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những tin tức thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội vừa có báo cáo thị trường lao động tháng 8 năm 2021. Theo đó, hơn 1.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bao gồm 244 doanh nghiệp giải thể, 833 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Trung bình mỗi ngày trong tháng có hơn 33 doanh nghiệp rút lui. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, đợt dịch lần thứ tư đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động, việc làm trong các ngành. Thị trường lao động lại rơi vào trạng thái biến động khó lường. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động dưới 20-30% công suất do phải đảm bảo công tác giãn cách xã hội và không nằm trong các lĩnh vực thiết yếu. Chi phí sản xuất tăng cao trong khi việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều hạn chế. Lao động có việc làm tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ rất cao phải nghỉ việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập, không đảm bảo điều kiện làm việc. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục gia tăng, kéo theo tình trạng suy giảm lực lượng lao động khi một bộ phận người lao động mất việc phải rời khỏi thị trường. Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng cho biết, thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Tổng kinh phí chi trả hỗ trợ các đối tượng khó khăn trên địa bàn là 460 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, có tên gọi là Vietinbank, vừa thông báo công khai chào bán các khoản nợ vay tiêu dùng phục vụ đời sống để thu hồi nợ.
Đợt này, Vietinbank bán 264 món vay của khách hàng cá nhân với tổng giá trị khoản nợ bao gồm gốc, lãi, lãi phạt là hơn 6 tỷ đồng. Theo đó, khoản nợ có giá trị cao nhất gần 101 triệu đồng. Còn lại đa phần là các khoản nợ có giá trị phổ biến từ 5 đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng có nhiều khoản vay rất nhỏ, chỉ dưới 1 triệu đồng. Thậm chí có khoản vay chỉ 483.000 đồng được giao bán. Những khoản nợ này được giao bán với giá khởi điểm bằng giá trị ghi sổ khoản nợ. Người mua sẽ phải thanh toán một lần 100% giá trị khoản nợ. Do là các khoản vay tiêu dùng phục vụ đời sống nên không có tài sản đảm bảo. Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các chi phí khác khi thực hiện mua khoản nợ. Các chi phí này do người dùng chúng đấu giá chịu. Việc mua bán khoản nợ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Theo nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng, hiện các ngân hàng không còn dịch vụ đòi nợ thuê, nên chuyện đi bán nợ cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo là điều dễ hiểu. Nhưng việc giao bán các khoản nợ với mức giá cao bằng với giá sổ sách thì sẽ khó có thể thực hiện được. Ở một khía cạnh khác, các chuyên gia tài chính nhận định việc giao bán các khoản nợ vay tiêu dùng là một nghiệp vụ trong quá trình xử lý nợ. Khi có nhu cầu thu hồi vốn cho các hoạt động kinh doanh, các công ty tài chính, ngân hàng sẽ phải giao bán khoản nợ vay tiêu dùng. Song thị trường mua bán nợ ở phân khúc này còn khá mới mẻ. Thị trường ô tô Việt Nam chưa kịp khởi sắc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và điều này khiến cho doanh số bán xe sản xuất lắp ráp trong nước bị đẩy lùi. Ngành công nghiệp ô tô đứng trước một tương lai ảm đạm. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, doanh số bán ô tô tháng 8 năm 2021 của các doanh nghiệp thành viên giảm tới 45% so với tháng 7 và 57% so với tháng 8 năm 2020. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp thị trường ô tô bị sụt giảm doanh số bán lẻ và là tháng có doanh số bán thấp kỷ lục trong lịch sử của thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay. Tháng 8 năm 2021 trùng với thời điểm tháng Ngô, đồng thời nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch COVID-19 nên đã ảnh hưởng mạnh đến thị trường ô tô. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào ngày 27 tháng 4 đến nay, nhiều nhà máy ô tô đã phải tạm dừng sản xuất. Ước tính khoảng hơn 200 đại lý ô tô vẫn đang đóng cửa và chưa thể mở cửa trở lại. Cùng với đó là hơn 200 xưởng dịch vụ cũng không thể hoạt động. Có thể nói chuỗi cung ứng và các hoạt động phân phối đã bị đình trệ và bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều công ty đã ghi nhận mức sụt giảm doanh số trên 60%. So với thời điểm tháng 8 năm 2019, khi dịch COVID-19 chưa xuất hiện, doanh số bán hàng đã giảm tới 18%. Phía sau bức tranh kinh tế tăng trưởng ảm đạm những tháng qua do chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không phải chỉ là triển vọng của tăng trưởng năm nay, mà đó còn là sinh mạng của hàng trăm hàng ngàn doanh nghiệp, kéo theo đó là cuộc sống của hàng triệu lao động. Chưa có tháng nào mà các hiệp hội doanh nghiệp lại có thư kêu cứu Thủ tướng nhiều như tháng 9 này. Trong thư, các hiệp hội doanh nghiệp không hẳn yêu cầu hỗ trợ mà là việc tạo điều kiện để bước vào bình thường mới. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hàng quán vẫn đóng cửa, ngay cả tại quận 7, địa bàn được thành phố chọn thí điểm mở cửa một số lĩnh vực từ ngày 8 tháng 9. Nguồn tài chính cạn kiệt là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng không mặn mà kinh doanh trở lại. Còn với những doanh nghiệp có khả năng, họ cũng không biết nên mở cửa từ đâu. Cái phần mà ba tại chỗ thì nó khá là khó khăn cho các doanh nghiệp và kinh doanh nhà hàng như chuỗi nhà hàng như ở bên Mesa, bên QSA, Golden Gate rồi Starbucks. Tại vì việc ba tại chỗ thì nó phù hợp với các cái nhà máy xí nghiệp lớn, còn đối với kinh doanh bán lẻ mà đặc biệt là đang mang đi như thế này, hoặc là kinh doanh giới hạn số lượng người ở dưới 20 thì số lượng nhân viên sắp xếp lại cho ba tại chỗ thì rất là khó. Không chỉ lĩnh vực dịch vụ, với các doanh nghiệp sản xuất, chỉ riêng việc xin giấy tờ ba tại chỗ đã khiến doanh nghiệp vô cùng mệt mỏi. Hiện đơn vị này có 400 lao động, nếu áp dụng xét nghiệm thì chi phí là quá lớn. Vì vậy doanh nghiệp kiến nghị nghị quyết 105 của chính phủ cho doanh nghiệp chủ động trong khâu xét nghiệm, thì các địa phương hãy cho doanh nghiệp làm việc này. Khi đội ngũ mà để hoạt động được phải có một cái đội ngũ là liên lạc chạy trên đường này, xe này, rồi người làm thủ tục giấy tờ xuất nhập khẩu này, vô cảnh cứ phải 3 ngày là tới, 3 ngày tới. Thật là một cái gánh nặng quá lớn, nó đẩy cái chi phí giá thành lên. Giữa tháng 9, lãnh đạo 14 hiệp hội doanh nghiệp có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất chiến lược phòng chống dịch COVID-19 theo điểm.
Theo đó, không áp dụng phong tỏa, giãn cách, cách tập trung quản lý dịch bệnh bằng xét nghiệm định kỳ hoặc theo xác suất tại các địa điểm. Với cái trạng thái mới thì chúng tôi có những cái đề xuất về cái vấn đề là chống dịch, về cái vấn đề tái sản xuất cụ thể để mà kiến nghị đến với chính phủ để mà có những cái thay đổi trong cái chính sách chống dịch để cho doanh nghiệp có thể cùng hòa nhập, cùng có thể tái sản xuất lại. Bốn hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài gồm Amcham Việt Nam, Eurocham và Cocham đã đồng quan điểm chậm mở cửa, cơ hội đầu tư sẽ không quay trở lại Việt Nam. Khảo sát gần đây của các hiệp hội cho thấy có ít nhất 20% thành viên của chúng tôi đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang một số quốc gia khác để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu. Các doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, ngoài vaccine, hệ thống vaccine điện tử, chính phủ cần tái mở cửa và thiết lập trạng thái bình thường mới cho sản xuất. Các doanh nghiệp có hồ sơ theo dõi và kế hoạch rõ ràng trong vòng dịch cần được kích hoạt ngay để nền kinh tế không bước vào suy thoái. Trong đợt dịch thứ tư lần này, Hà Nội đã trải qua nhiều mức độ kiểm soát dịch. Trong đó, việc thực hiện giãn cách theo tinh thần chỉ thị 16 của chính phủ, cũng như việc tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng đã đưa Hà Nội bước vào giai đoạn mới tính từ ngày 21 tháng 9. Với chủ trương linh hoạt, mở cửa tùy theo mức độ của dịch bệnh, nhiều địa phương của Hà Nội đã đưa ra các cách sáng tạo nhằm kiểm soát dịch chặt chẽ, đồng thời vẫn duy trì chuỗi hoạt động sản xuất, dần tiến tới trạng thái bình thường mới. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận tại huyện Hoài Đức. Cơ sở sản xuất này chưa có một ngày nghỉ trong đợt dịch thứ tư. Là đơn vị sản xuất thực phẩm nằm trong nhóm hàng thiết yếu, nên chính quyền địa phương đã cho phép doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách vừa qua, với điều kiện đảm bảo các phương án chặt chẽ phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm quy định 3 tại chỗ, tiêm vaccine và cùng nhiều giải pháp chống dịch sáng tạo. Đây là bí quyết để doanh nghiệp này không đứt gãy chuỗi cung ứng. Hàng tuần thì trung tâm y tế đã cử cán bộ xuống và kiểm tra test nhanh COVID tại doanh nghiệp. Và cũng may mắn rằng là trong suốt quá trình đó thì chúng tôi không hề có một ca nào F2 hay là F1 và đặc biệt là không thể có F0 tại doanh nghiệp sản xuất thực phẩm để đảm bảo là sản xuất cung ứng ra hàng hóa thị trường luôn luôn kịp thời. Để có thể duy trì được sản xuất của các làng nghề, xã Minh Khai đã xây dựng phương án nới lỏng, mở rộng hơn cho khoảng 300 cơ sở sản xuất thiết yếu, vốn là thế mạnh như nông sản, chế biến bánh kẹo hay kim cơ khí. Dù đang là xã xanh ở vùng xanh, nhưng chính quyền địa phương vẫn duy trì địa điểm tập kết này để kiểm soát người và phương tiện ra vào, tránh việc mang theo mầm bệnh vào làng nghề. Tổ chức được như vậy thì chúng ta cũng vừa phòng được dịch, tức là cũng phải qua kiểm soát những cái xe nào mà có giấy tờ như là giấy tờ luồng xanh, rồi kết quả xét nghiệm PCR. Thế và ngay cả khi mà xuống bến bãi thì cũng phải ăn mặc thực hiện theo cái biện pháp phòng dịch 5K như là khuyến cáo của Bộ Y tế. Những ngày này, Hợp tác xã Nông nghiệp Tiền Lệ là nơi cung cấp rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp với trung bình 12 tấn mỗi ngày đã nhộn nhịp hơn. Thay vì mỗi nhà chỉ có một người được thu hoạch, thì giờ đây mỗi gia đình có thể có 2 người. Quyết định này được đưa ra khi đây là vùng xanh an toàn, đồng thời để đảm bảo các đơn hàng cho đối tác. Chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ tiêu thụ, thì sau đấy thì cũng đảm bảo được về cái tiêu thụ cho bà con xã viên. Thế còn bây giờ mà hết thời gian cách thì chúng tôi cũng rất mong là cũng có thể là càng ngày càng nới dần để bà con có thể các đơn vị tôi về thu mua trực tiếp, một số bà con có thể đi các chợ. Hoài Đức hiện có hơn 3.500 doanh nghiệp hoạt động trên 10 cụm công nghiệp, 52 làng có nghề và 12 làng được công nhận là làng nghề. Sau nhiều ngày không có ca nhiễm mới, nơi đây đã tái khởi động các hoạt động sản xuất, trong đó đảm bảo việc cung ứng hàng hóa với vai trò là một trong những nơi cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho nội đô, đồng thời cho nhiều thị trường trong nước và xuất khẩu. Hôm nay, Hoài Đức đã bước sang ngày thứ 18 không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, quan điểm của huyện là không chủ quan lơ là, cho dù thành phố đã nới lỏng hơn các hoạt động. Không thể kéo dài giãn cách, đây cũng chính là mong muốn của những cá nhân, doanh nghiệp đang vận hành trong chuỗi sản xuất như thế này. Tuy nhiên, để chuỗi cung ứng không đứt gãy, thì việc phòng chống dịch ngay tại mỗi cơ sở sẽ quyết định sự bền vững tại vùng xanh và trạng thái bình thường mới của thủ đô.